danh gì ạ? Được. Danh từ, chức năng của danh từ làm chủ gì? Chủ ngữ. Vậy thì đại từ chức năng của nó cũng sẽ làm chủ gì? Chủ ngữ. Và cô có hai loại đại từ, một đó là đại từ gì? Đại từ xưng hô. Ừ, đúng rồi, đại từ nhân xưng. Đó. Thứ nhất là làm chủ ngữ và thứ hai là làm phần vị ngữ. Vì danh từ có hai chức năng chủ là gì? Làm phần. Ok rồi. Vậy thì bây giờ hai thằng này gồm vào những chốt động từ và đứng sau động gì? Động từ. Đúng không? Ok rồi. Tiếp theo là nó có thêm một cái đẳng tính từ sở gì? Sở hữu. Thế bây giờ vừa nãy cái phần he or dress cái giống gì đây? This mà. Hả? This mà. À, hả? Rất nhiều người nào như thế, tại vì không phải là gì? This. Đúng không ạ? À? Vậy tại sao? Tính từ thì cô phải cộng với danh gì em? Danh từ. Đúng rồi. Vậy thì chỗ này nó phải làm chủ ngữ đằng sau nó buộc phải có một cái động gì? Động từ cơ mà. Đúng không? Ok chưa? Vậy bắt buộc cô phải đây phải là tính từ sở gì? Tính từ sở hữu để thể hiện cái danh từ này của gì? Của ai? Hiểu không? Ok, và các bạn thì hôm trước chúng mình đã luyện cái phần cái gì nhỉ? Personal formation đúng không ạ? Ok, các câu hỏi what's your name đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình chỉ cần việc chuyển ngôi thôi. Ví dụ what's your name đó là gì ạ? My name. À ok, what's your name thì là tên của bạn là gì? Thế thì bây giờ thay vì thế mình hỏi là tên của anh ta là gì, tên của cô ta là gì, có được không? À, ok, vậy thì chúng mình chỉ việc chuyển gì đây? Chuyển gì? Chuyển ngôi thôi, đúng không? Chuyển ngôi á. Ok, vậy thì lúc này chúng mình sẽ làm what's gì? Cái gì ạ? His name.